là một trong 50 thảo dược cơ bản của y học cổ truyền Trung Hoa. Cây hoàng kỳ đã được di thực sang Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ 20, nhưng không mang lại kết quả khả quan. Bởi lẽ, hoàng kỳ thích hợp với khí hậu lạnh, đặc biệt phát triển tốt ở 15 độ C, đặc biệt, hoàng kỳ có thể tồn tại vượt qua mùa đông băng giá, kể cả khi đã rụng hết lá là nhờ có bộ rễ mạnh ăn sâu vào lòng đất. Phần rễ ấy, người ta thu hái và dùng làm thuốc với tên gọi hoàng kỳ. Đặc điểm cây hoàng kỳ là cây dược liệu lâu năm, được thu hoạch lấy rễ ít nhất sau 3 năm kể từ lúc gieo trồng. Cây hoàng kỳ cao khoảng 1 mét, có phần rễ trụ phát triển mạnh, cắm sâu vào đất, lá hoàng kỳ mọc so le, có dạng lông chim với nhiều đôi lá chát hình trái xoan, mặt dưới có lông mịn. Hoa hoàng kỳ to dài hơn lá, có màu vàng và tạo thành quả như quả đậu chứa hạt hình thận bên trong. Hiện nay, nguồn nguyên liệu hoàng kỳ chủ yếu được nhập từ Trung Quốc. Công dụng của vị thuốc hoàng kỳ. Hoàng kỳ đối với hệ vận động và hệ bài tiết. 1. Điều trị viêm thận mãn tính, tiểu buốt đục. Hoàng kỳ là vị thuốc có vị ngọt, màu vàng, dễ uống, giúp lợi tiểu, giải độc nên được dùng khá hiệu quả trong điều trị tiểu đường, tiểu buốt, tiểu đục, đạm niệu, phù thủng, viêm thận mãn tính, phong thấp và đau xương. Trong các trường hợp này, mỗi ngày có thể dùng 6 đến 12 gram thuốc sắc hoàng kỳ ở dạng sống, rửa sạch, ủ mềm, thái mỏng rồi phơi hoặc sấy khô. 2. Điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, nếu bị phì đại tuyến tiền liệt, người bệnh có thể dùng hoàng kỳ ở dạng sống, 100 gram, sắc chung với hoạt thạch, 30 gram, sau đó trộn đều 2 lần thuốc sắc với nhau, rồi cho thêm 3 gram hổ phách đã tán bột vào, chia thành các lần uống trong ngày, và lưu ý uống thuốc vào lúc đói. Hoàng kỳ giúp bồi bổ cơ thể và phòng ngừa các bệnh về hô hấp. 1. Suy nhược cơ thể. Hoàng kỳ còn được biết đến là loại thảo dược với sở trường bổ khí, giúp hồi phục sức khỏe do suy nhược lâu ngày. Trong trường hợp này, mỗi ngày có thể sắc uống từ 3 đến 9 gram hoàng kỳ ở dạng sao tẩm. Tức thái hoàng kỳ thành phiến mỏng, sau đó lấy mật ong hòa với một ít nước sôi rồi để hoàng kỳ vào, sau đó trộn và tẩm cho thuốc ngấm đều thì sao bằng lửa nhỏ cho đến khi ngả màu vàng và cầm không bị dính tay. Ngoài ra, có thể điều chế hoàng kỳ đã sao tẩm thành cao hoặc dạng viên cho dễ dùng. 2. Viêm mũi dị ứng. Bên cạnh đó, vì là vị thuốc có tính ôn, thông vào phổi nên hoàng kỳ còn được dùng để phòng ngừa cảm mạo, viêm mũi dị ứng, sắc uống 15 gram hoàng kỳ và 10 gram đại táo mỗi ngày. Hoàng kỳ với các bệnh về tim, nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim. Các kết quả thí nghiệm còn cho thấy hoàng kỳ làm tăng sự co bóp của tim, làm giãn mạch máu và tăng sức đề kháng của mao mạch. Từ đó giúp quá trình tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn, và điều trị được bệnh mao mạch dễ bị vỡ. Đặc biệt, hoàng kỳ còn được dùng trong bài thuốc điều trị nhồi máu cơ tim và thiếu máu cơ tim với liều lượng là 30 gram, sắc kết hợp cùng các vị thuốc khác là xuyên khung 10 gram, đương quy 12 gram, đan sâm và xích thực, mỗi thứ 15 gram, mỗi ngày dùng một thang, thời gian điều trị từ 4 đến 6 tuần. Lưu ý, liều lượng và tương tác thuốc. Mặc dù hoàng kỳ được xem là vị thuốc có độc tính thấp nhưng cũng cần chú ý về liều lượng và tương tác thuốc. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, cần hỏi thêm ý kiến bác sĩ để có chế độ kiêng cữ phù hợp khi dùng các bài thuốc kết hợp có vị hoàng kỳ. Về tác dụng lợi tiểu, thí nghiệm trên chó và thỏ cho thấy uống hoàng kỳ giúp lợi tiểu, nhưng nếu uống quá liều thì ngược lại, lượng nước tiểu bị giảm. Đối tượng cần tránh, những người bị suyễn do suy tim không nên dùng hoàng kỳ, vì sẽ làm tăng cơn khó thở. Bên cạnh đó, những người bị huyết áp cao cũng không nên dùng vì hoàng kỳ có công dụng thăng dương, những người bị rối loạn tiêu hóa cũng không nên dùng, ngoài ra, người đang bị các bệnh viêm nhiễm hay sốt nên tránh hoàng kỳ. Phụ nữ có thai, hay đang cho con bú, cũng cần hỏi thêm ý kiến bác sĩ khi dùng hoàng kỳ làm thuốc, vì chưa có báo cáo về độ an toàn của hoàng kỳ với các đối tượng này. Hiện nay Thảo Dược Xanh số 1 Jindo là đơn vị uy tín trên thị trường cung cấp các loại dược liệu quý, sản phẩm hoàng kỳ chúng tôi mang đến là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo đúng chủng loại, mang lại hiệu quả tuyệt đối cho người dùng. Hãy gọi tới số 0839 363 777 để được tư vấn 24/24. Nếu thấy video hữu ích bạn đừng quên like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về Thảo Dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Xanh số 1 Jindo, Nam Dược Trần Gia xin cảm ơn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindo.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.